Mới đây, một blogger nổi tiếng của Hoa ngữ tiết lộ thông tin Lý Dịch Phong và Yuna hẹn hò, khiến cư dân mạng được một phen dậy sóng. Nổi tiếng chuyên đưa tin hậu trường về các ngôi sao, người này cho biết, sau khi theo dõi lịch làm việc đã phát hiện cả hai thường xuyên có mặt tại cùng một địa điểm, trong thời điểm giống hệt nhau. Được biết, Lý Dịch Phong và Yuna có cơ hội quen biết và làm việc cùng nhau khi cả hai hợp tác đóng MV của anh. Nhờ vẻ ngoài trai xinh gái đẹp, cả hai được các fan tích cực ghép đôi. Thậm chí khi đó, còn có nhiều tin đồn Lý Dịch Phong cùng Yuna đến Brazil để ngắm tuyết rơi. Nhiều thông tin khác khẳng định phát hiện nam diễn viên đến thăm bạn gái tin đồn ở trường quay. Trong ngày sinh nhật của cô, anh còn quay clip để chúc mừng. Tại buổi họp báo, cả hai có nhiều khoảnh khắc thân mật làm tăng thêm độ đáng tin cậy của tin đồn. Sau khi thông tin được công bố, Lý Dịch Phong và Yuna trở thành từ khóa cực hot trên trang mạng xã hội Weibo. Tuy nhiên, đại diện hai bên vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời khẳng định hay phủ nhận nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.